với 53.491 tăng ni và 18.466 cơ sở tự viện được thống kê tính đến thời điểm hiện tại so với nhiệm kỳ đầu tiên, là một dẫn chứng cụ thể cho sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo nước nhà qua 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thống kê tăng ni tự viện để bổ sung vào danh bộ của giáo hội, từ đó cấp giấy chứng nhận cho tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng chính là một trong những chức năng đầu tiên và quan trọng của ngành ngay từ năm đầu thành lập cho tới nay và luôn được duy trì suốt 8 nhiệm kỳ qua. Như chúng ta biết thì cái số lượng tăng ni thì hàng năm thì vẫn phát triển, thế rồi thì các ngôi chùa thì cũng phát triển thêm. Nếu mà nói về cái tín đồ Phật tử được quy y thì nó cũng có hạn chế, nhưng mà nói thêm về bây giờ những cái người mà mến mộ đạo Phật thì cũng rất là nhiều, có thể chúng ta tính có thể là 3/4 cái số dân số của Việt Nam. Thì bây giờ thì hầu hết những các cái tỉnh, sóng ra tỉnh thành là đều có những các cái ngôi chùa để thờ Phật, để cho những cái bà con mà có cái tín ngưỡng, tín tâm mà mến mộ đạo Phật để có nơi thờ cúng. Đấy là một cái mà chúng ta phát triển được Phật giáo. Và các sư bây giờ là dấn thân đi đến những cái vùng sâu để xây những ngôi chùa nên để mà hướng dẫn cho bà con tu tập. Nhờ công tác thống kê bám sát với tình hình thực tế, nên Ban Tăng sự Trung ương luôn đưa ra được những định hướng chỉ đạo đúng đắn, kịp thời đối với sinh hoạt tăng ni tự viện. Trong đó phải kể tới việc hướng dẫn tổ chức an cư kiết hạ hàng năm dành cho tăng ni cả nước. Nhiệm vụ này luôn được chú trọng sát sao, bởi 3 tháng an cư với mỗi vị tăng ni là thời gian chấn chỉnh quy củ, nề nếp để học tập, trau dồi đạo hạnh, trí tuệ. Ngay cả khi cả nước phải đối mặt với dịch COVID-19 vào các năm 2020-2021, thì vẫn linh hoạt tổ chức an cư tại chỗ hoặc tâm niệm an cư. Hàng năm thì theo cái này Phật chế thì hàng năm có 3 tháng an cư. Thế thì các sư là phải tập trung về một cái địa điểm để mà kết thúc an cư, để mà thúc niệm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Trong 3 tháng an cư rồi thì chúng ta đã chứng nhận cho các vị là chúng năm nay sẽ được kỳ hạ. Thì nếu chúng ta không có cái giấy chứng nhận kết hạ thì chúng ta sẽ không có thể phong giáo phẩm được. Mà hàng năm là phải đi, nhưng mà nếu mà cái quãng thì lại chưa được tính. Đấy là cái mà cái nội quy của Ban Tăng sự là như vậy. Thì cái Ban Tăng sự thì cũng là thể theo cái, dựa theo cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế rồi thì cái nội quy của Ban Tăng sự Trung ương, thế rồi thì kết hợp với lại những các cái giới luật của Đức Phật, vấn đề hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Theo sự phát triển của giáo hội, đồng thời tạo điều kiện để chư tăng ni có đủ giới pháp tu học và hành đạo, Ban Tăng sự Trung ương đã hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành từng bước mở rộng quy mô khai mở giới đàn. Nếu như thời kỳ đầu, sau năm 1981, mỗi năm trung bình cả nước tổ chức 7 giới đàn, thì thời gian gần đây, mỗi năm có 12 giới đàn được kiến lập. Theo đó, có hơn 25.000 tăng ni được thọ giới trong 40 năm vừa qua. Ban Tăng sự thì là cái ban gọi là quản lý về các ngôi chùa. Thế rồi các cái tự viện của tất cả các ngôi chùa trên cả nước cũng như là quản lý về cái số lượng tăng ni cả trên cả nước. Thế cho nên là hàng năm là cũng có tổ chức những cái giới đàn để mà thủ giới cho những các vị giáo hội, thì sẽ có cấp cho những các vị, những khi mà đã được thủ giới rồi thì sẽ cấp một cái giấy như là giấy chứng nhận tăng ni. Đấy, cho những các vị như thế là một cái chứng minh thư của nhân dân để cho người ta biết được đấy là một vị sư. Thế rồi thì có một cái giấy mà thụ giới. Không chỉ quan tâm tới số lượng, Ban Tăng sự luôn nỗ lực nâng cao chất lượng tăng ni để phát triển Phật giáo nước nhà. Hàng năm đều có các khóa tập huấn, hội thảo về tăng sự và các hướng dẫn về nếp sống tăng đoàn phù hợp với điều kiện cụ thể. Đây chính là cơ sở để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp áp dụng vào thực tiễn điều hành công tác Phật sự địa phương, giúp cho sinh hoạt tăng đoàn theo quy củ, nền nếp và tuân thủ theo luật Phật chế.